Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp để cách ly F1 tại nhà. Giá xăng RON 95 vượt mốc 20.000 đồng mũ lít. Bắt tạm giam ba cựu lãnh đạo công ty xuất khẩu lao động hàng hải Vinalize. Tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 5 con cá sấu ở Bình Chánh mới bắt được 4 con. Lợi dụng dịch bệnh Covid-19 lừa đảo hết người này đến người khác. Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão hướng vào Bắc Bộ. Quý vị đang theo dõi một tin trong nước sáng ngày 12 tháng 6 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội chiều ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y đặt ra nhiều phương án cách ly các ca F1 tại nhà trong đó, việc khó nhất của các cơ quan chức năng, lực lượng y tế là bảo đảm người cách ly tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh và biện pháp cách ly. Ngoài ra, thực tế, nhiều nhà ở hiện có diện tích nhỏ, không có phòng riêng và không đủ điều kiện cách ly y tế. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, lực lượng chức năng, công an khu vực, tổ Covid-19 cộng đồng có trách nhiệm giám sát người cách ly. Tuy nhiên, rất khó để thực hiện giám sát với các trường hợp cách ly tại nhà. Có thể bảo đảm họ không ra khỏi nơi cư trú, nhưng khó để bảo đảm giữ khoảng cách giữa các thành viên bên trong nhà. Ông Hưng cho hay, thành phố đang tính tới các biện pháp phù hợp để đạt được mục đích kiểm soát sự lây nhiễm khi áp dụng biện pháp cách ly các F1 tại nhà. Ngành y tế đã lên kế hoạch phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, áp dụng các biện pháp công nghệ để kiểm soát sự tuân thủ của người dân cách ly. Tối ngày 11 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, 13 ca F1 của các bệnh nhân đã công bố 3 người liên quan điểm nhóm trường giáp Phục Hưng và 4 trường hợp đang được điều tra dịch tễ. Tổng số bệnh nhân covid 19 của thành phố Hồ Chí Minh từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay là 610 người. Thưa quý vị, mặc dù tiếp tục chi mạnh quỹ bình ổn giá, nhưng giá xăng dầu vẫn tăng thêm 500 đến 600 đồng một lít với tất cả các mặt hàng từ 15 giờ chiều qua ngày 11 tháng 6. Cụ thể giá xăng E5 RON92 tăng lên mức 19.048 đồng một lít, tăng 622 đồng một lít. Xăng RON95 lên mức 20.164 đồng một lít, tăng 633 đồng một lít. Tương tự các mặt hàng dầu cũng tăng, với dầu diesel lên mức 15.448 đồng một lít, tăng 674 đồng một lít. Dầu hỏa lên mức 14.412 đồng một lít, tăng 587 đồng một lít. Dầu ma lên mức 14.954 đồng một ký, tăng 675 đồng một ký so với giá hiện hành. Để có mức giá như trên, nhà điều hành đã quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu. Tuy vậy, chi sử dụng quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng E5-92 ở mức 1.600 đồng một lít, xăng RON95 ở mức 600 đồng một lít, dầu diesel ở mức 300 đồng một lít, dầu hỏa chi ở mức 200 đồng một lít, dầu mơ rút dừng chi sử dụng quỹ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã có 11 lần tăng và giữ nguyên, nhưng chỉ có một lần giảm trong khi cơ quan điều hành vẫn liên tục phải sử dụng quỹ bình ổn để kiềm chế giá xăng dầu. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can, nguyên là lãnh đạo Công ty Xuất khẩu Lao động Hàng hải Vinalize, Vinalize MMS, đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Vinalize, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, Chủ đổi bổ sung vào năm 2017. Các bị can gồm Nguyễn Quang Ngữ, nguyên giám đốc, Nguyễn Thị Tươi, nguyên phó giám đốc kiêm phụ trách văn phòng Hà Nội và Phạm Thế Tài, nguyên phó phòng tài chính kế toán. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm tại Vinalize MMS và một số đơn vị liên quan đã xác định từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, các đối tượng trên đã có hành vi ký hợp đồng giao khoán thu phí dịch vụ của thực tập sinh đi lao động tại Nhật Bản, vừa quy định của nhà nước. Hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, chi phí mua vé máy bay cho thực tập sinh và chuyển tiền phí dịch vụ thu của thực tập sinh vào tài khoản cá nhân, không nộp đủ về quỹ công ty sai quy định, khi thiệt hại cho Vinalize MMS. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, người dân đã phát hiện 5 con cá sấu, đã bắt được bốn con và một con thấy xuất hiện trên kênh thuộc địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi thông tin người dân phát hiện cá sấu ngoài tự nhiên tại huyện Bình Chánh. Sau khi tiếp nhận phản ánh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo tổ chức đoàn kiểm tra 4 trại nuôi cá sấu nước ngọt với số lượng gần 4.000 con tại huyện Bình Chánh. Qua kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu chuồng nuôi xuống cấp, hư hỏng để cá sấu có thể sống chuồng thoát ra ngoài tự nhiên. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với ông DVT, ngụ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ông T cho biết khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 4, khi đi thăm vườn thì phát hiện một con cá sấu nặng khoảng 70 kg trong mương nuôi cá, ông cùng một số người dùng điện chích cá bắt làm thịt tại chỗ. Tại ấp 7, xã Phạm Văn Hai, người dân tên H xác nhận có thấy người khác chích điện bắt một con cá sấu tại mương nội đồng gần Nghĩa Trang, An Hạ. Sở này cho biết thêm ngày 6 tháng 5, bà MTH, trú tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, đã giao nộp cho trạm cứu hộ động vật hoang dã dạ Củ Chi 2, con cá sấu nước ngọt có trọng lượng 70kg một con, bắt gần xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Đến ngày 11 tháng 5, Ông NVN, trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cũng phát hiện một con cá sấu có chiều dài khoảng 1m ở bờ kênh An Hạ. Như vậy từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, người dân đã phát hiện 5 con cá sấu, đã bắt được 4 con và một con thấy xuất hiện trên kênh thuộc địa bàn ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Trước tình hình đó, ngày 20 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm có công văn thông tin cá sấu xuất hiện ngoài tự nhiên trên địa bàn ấp 4 và ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ cá sấu bị ngưng trệ, người nuôi càng nuôi càng lỗ, nên có khả năng người có ý thức kém cố tình thả cá sấu ra ngoài tự nhiên. Sở cũng đề nghị UBND nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện cảnh báo người dân được biết và phối hợp truy tìm nguồn gốc cá sấu xuất hiện đồng thời tuyên truyền người dân khi phát hiện ca sấu ngoài tự nhiên thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương, không tự ý bắt giữ. Thưa quý vị, nói dối có người thân là công an có nguồn khẩu trang sĩ, chị Hà Thị Như Quỳnh đã lừa từ người quen của bạn đến cả hàng xóm. Ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hà Ngọc Quỳnh Giao, tên khác là Hà Thị Như Quỳnh, sinh năm 1992, 3 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng nhân dân nhận định hành vi của bị cáo lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo cần xử thật nghiêm. Tháng 10 năm 2019, chị Giao dùng tên khác các bạn qua mạng xã hội với một người bạn. Tháng 2 năm 2020, chị Giao thường đến nhà của người bạn này trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 cũ chơi. Tại đây, chị Giao gặp chị Nguyễn Thị Hòa, người quen của bạn, đang làm nghề mua bán khẩu trang y tế. Chị Giao tự giới thiệu mua được khẩu trang y tế quy mô lớn từ Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng vì có người thân làm trong ngành công an. Từ đó, chị giao rủ chị Hòa cùng làm ăn theo cách. Để được mua khẩu trang với giá rẻ theo đơn giá 3,1 triệu đồng một thùng, thì phải thanh toán tiền hàng trước. 7 đến 10 ngày sau sẽ nhận được hàng. Tin tưởng, sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, trong đợt phòng chống dịch COVID-19, chị Hòa đã đưa cho giao số tiền 46,5 triệu mua 15 thùng khẩu trang y tế. Nhưng đến ngày 25 tháng 3 năm 2020, Chị giao chỉ giao cho chị Hoa hai thùng khẩu trang trị giá 62 triệu và hẹn tuần sau giao tiếp số còn lại. Tuy nhiên sau đó, chị Hoa không liên lạc được với chị Giao. Được một thời gian, chị Giao đã trả lại 40,5 triệu, nên chị Hoa không làm đơn tố cáo. Cũng thời gian đó, chị Nguyễn Thị Chung, hàng xóm của chị Hoa, biết được việc mua bán khẩu trang y tế giữa chị Giao và chị Hoa, nên chủ động nói chuyện riêng với chị Giao. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất lượng và giá cả nguồn hàng của chị giao. Chị đặt vấn đề mua sỉ rồi bán lẻ lại cho người khác xin lời. Lúc này do còn tiền tiêu sai nên chị giao nảy sinh ý định lừa chị Chung. Chị Giao tiếp tục đưa thông tin giả là có ông anh làm bên ngành công an, có nguồn khẩu trang y tế giá rẻ, cần bán ra bên ngoài, để chị Trung tin tưởng. Sau đó, chị Giao lên mạng tìm mua 20 hộp khẩu trang y tế và bán cho chị Trung với giá là 4,6 triệu đồng, và cho số điện thoại để liên lạc tạo lòng tin cho chị Trung. Từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, chị Chung đã đưa tiền cho chị Giao nhiều lần để đặt các đơn hàng khác nhau. Để chị Chung tin tưởng, thì chị Giao lấy tiền chị đưa, mua lẻ một vài thùng cấu trang được rao bán trên mạng về Giao. Để không nghi ngờ về việc không giao số lượng hàng hóa theo đúng thỏa thuận, chị Giao nói do bên công ty cung cấp khẩu trang đang nhận rất nhiều đơn hàng nên công nhân làm không kịp. Tổng cộng, cộng, chị Chung đã đưa cho chị Giao 112,1 triệu đồng cọc mua 50 thùng khẩu trang tại nhà và trước nhà phường Gác Lái. Chị Giao hứa hẹn sẽ giao đủ hàng cho chị Chung là ngày 28 tháng 3 năm 2020, có ký nhận tiền đặt cọc vào sổ tay. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, chị Giao không có 50 thùng hàng khẩu trang giao như hẹn và tiêu xài hết tiền để lấy của chị Chung nên bỏ trốn. Không thể tìm gặp chị Giao, chị Chung làm đơn tố cáo ra công an. Tại cơ quan điều tra, Chị Giao thừa nhận không quen biết ai và không mua được khẩu trang y tế giá rẻ và còn tiền xài nên đã lừa như trên. Cuối chương trình, mời quý khán giả đến với phần tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều qua ngày 11 tháng 6, vùng áp thấp trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hôm 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km trên giật cấp 8. bán kinh gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Bắc, 108,8 độ kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 60 km h giờ, cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 16 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cảnh báo từ chiều ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 250 mm một đợt có nơi trên 350mm một đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Từ chiều ngày 12 tháng 6, do ảnh hưởng của rìa phía Tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, nên ở các tỉnh phía Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao sẽ ra giông, lốc, xét và gió giật mạnh. Bản tin trong nước sáng ngày 12 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.